bài ví dụ ha. Bài ví dụ này chúng ta sẽ làm một cái nhà bao nhiêu tầng các bạn ha. Bạn nếu bạn bình thường bạn đếm nè, 1 2 3 4 5 6, 6 tầng là đúng hay sai? Đó là mình đếm thôi, 6 cái lớp kết cấu chứ không phải là 6 tầng. Có cái tầng nào mà cao 2 mét không? Hả? Cái tầng cao 2 mét này nghĩa là gì? Này là chỉ là cái đoạn cổ cột đi xuống đâu thôi, đi xuống móng thôi, bạn nắm được không? Không có tầng này nha. Và thường chỗ này là sàn gì đây? Trệt, đúng không? Mà sàn trệt á thì nhiều cái nhà người ta làm sàn trên nền tự nhiên là người ta không có đổ sàn luôn, nó chỉ dầm đỡ gì thôi, đỡ tường thôi, đúng không? Rồi trên đây nữa là cái gì? Đây mới là tầng 1 nè, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Mà đây là tầng gì? Mái ha, mái. Được chưa? Như vậy thì cái nhà này mình coi là 5 tầng và 1 tầng trệt. Tuy nhiên khai báo trong quy tắc nó vẫn là mấy tầng? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Rồi nó có bao nhiêu đường lưới theo phương X? Có đánh số luôn nè, là 5. Bao nhiêu đường lưới theo phương Y? Nó chỉ có 1 thôi. Được chưa? Vậy là mình mở y táp lên. Kilonewton trên gì? Trên mét. Bấm nút gì? Nhớ chọn cái đơn vị nha, trước nha. Ai mà không chọn đơn vị là sẽ bị gì? Bị sai. New. No. Mấy cái này từ từ mình bấm no luôn đi ha. Bây giờ mấy đường lưới theo phương F? 6. Mấy đường lưới theo phương Y? Chỉ có 1 thôi. Khoảng cách theo phương X bằng gì? Khoảng cách theo phương X là 4 3 3 4 ha. Thì mình nhớ nè, ở đây nó chỉ cho mình khai báo có cái khoảng cách gì thôi, khoảng cách nào giống nhau nhất thôi. Thì bạn bấm vô đây nút số 4. Mà bạn muốn sửa lại thì bạn vô đâu? Vô cái custom, đúng không? Vô custom thì bạn vào edit gì? Edit grid. Chỗ đây nè, nó có hai cái. Thứ nhất là ordinate, nghĩa là hệ tọa độ gì? Tuyệt đối. Basin là gì? Là khoảng cách. Ví dụ như mình là nhiêu? Mình bị sai rồi ha. Hồi nãy mình chỉ có mấy đường lưới? 5. Được chưa? Custom thì này mới là gì? 4 3 3 và mấy? Và 4. Nắm được không? 4 3 và 4. Rồi bấm gì? Ok. Ở đây mình có mấy tầng? Vẫn là 6 tầng. Cái tầng dưới cùng cao nhiêu? Bottom story 2 nè. Tầng dưới cùng nó sẽ cao là mấy mét? 2 mét. Tầng điển hình cao nhiêu? 4.6 ha. Thì mình vô đây, chỗ này là mấy mét? 2 mét. Chỗ đây là mấy mét? 4.6. Và bạn nhớ thêm tôi một điều nữa là bạn vào cái edit story data, nó có cái chỗ tầng này là 5 mét mấy đây? 5 mét. Đây, bạn nhìn chỗ này nè, có phải là có đây là 5.4 không? Đúng không? Còn lại là 4.6 nên mình khai báo là cái gì? 5.4 4.6 và dưới cùng là mấy mét? Nhớ nha. Rồi. Như vậy là mình đã khai báo xong cái hệ gì bạn? Cái hệ read. Được chưa? Cái hệ read, bạn bấm ok. Bấm ok. Thì tôi sẽ có được cái hệ lưới ha. Bạn có thể tắt đi một khung nhìn. Hôm trước tôi nói bạn rồi, thứ nhất là mình coi đâu? 3D nè. Ha, 3D. Cái thứ hai là mình coi gì? Plane là trên mặt gì? Mặt bằng. Thứ ba, elevation là mặt mai chụp gì? Mặt đứng. Được chưa? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với bài tập này. Bài tập này nó có những cái công việc như sau. Thứ nhất là bạn phải làm được cái việc đó là đây là cái quy trình mô hình của chúng ta. Bước 1 là chọn lưới và tạo lưới, mình làm được chưa? Bạn viết lại bằng tay đi để dễ nhớ ha. Cái này nó trong cái slide nó có, nhưng mà tôi muốn bạn viết lại một lần để bạn nhớ cái quy trình mình làm để coi không bị sót.
Thì cái tờ giấy đó cứ bài tập nào bạn cũng dựa trên cái quy trình đó bạn làm. Bước 1 là mình là chọn gì? Chọn đơn vị và tạo gì? Tạo lưới, mình làm xong chưa? Rồi. Bước 2 là khai báo vật chưng vật liệu và các đặc trưng các tiếng diện, mình làm chưa? Chưa. Bước 3 là mình mới đi mô hình. Bước 4 là mình phải khai báo các trường hợp tải trọng. Bước 5 là gán tải trọng. Bước 6 là khai báo các tổ hợp. Bước 7 là gán liên kết. Bước 8 là lưu file và tiến hành giải. Bước 9 là xem biểu đồ nội lực. Bước 10 là xuất nội lực. Tuy nhiên cái bước này nè, bước lưu mô hình mà này nè, bạn làm xong nào bạn lưu đó. Tại vì tab của mình là file gì? File rắc. Nên nó làm sao? Nó chạy hồi nó muốn ngưng chừng nào ngưng à. Nên bạn phải làm sao? Bạn đang làm mà bài thi á, mà đang làm được tới 70% rồi mà chưa bấm nút gì? Lưu file ha. Thì lúc đó là máy nó hư rồi, báo tôi là thầy ơi máy hư rồi mà còn có 15 phút à. Thì sao? Rớt nha, không có thời gian mà ấy là đâu, tôi nói trước đó. Thì giờ nên bạn phải lưu file. Rồi. Như vậy thì tất cả các bước đều phải là cái gì? Lưu file lại. Làm xong bước 1 chưa? Rồi, tiến hành cái gì? Lưu file. Lưu file thì bạn nhớ giùm tôi nè. Mình đặt nó tên một cái folder. Ví dụ như thế này là bài tập thứ mấy của mình. Bài tập thứ hai thì mình bỏ nó vô folder là BT mấy? BT2. Được chưa? Rồi. Sau đó mình qua bước kế tiếp đó là khai báo gì? Khai báo vật liệu thì mình vô đâu? Define material property. Đúng không? Rồi. Bạn thấy nè, ở đây nó có ba vật liệu mặc định. Một là con, có nghĩa là concrete. Steel, steel là cái gì? Là thép. Order là mình không quan tâm. Thì giờ mình là lựa cái concrete là bê tông nè. Mình bấm vô nút gì? Modify. Bạn có thể add new cũng được ha, và đặt tên. Nhưng mà tôi thích là modify cái concrete này. Được chưa? Tôi bấm modify. Ví dụ như đây là đề cho là bê nhiêu? Bê tông là B25, mô đun hàng hồi là 3 mấy? 37, hệ số bắt xong là không chấm mấy? Chấm 2 thì mình khai báo vô đây. Bê tông là B mấy? B30, chỗ đây là 3, 2 chấm mấy? 2.5, đây là 25, đây là 3 gì? E7, đây là không chấm mấy? 0.2. Được chưa? Rồi bấm gì bạn? Ok. Ok là mình khai báo xong gì rồi. Khai báo xong vật liệu. Rồi define frame section có nghĩa là gì? Khai báo tiết diện, bạn nhìn tôi nè, chọn cái thứ hai, kéo xuống đến tận cùng, bấm nút gì? Shift, lết, bấm delete và xóa hết những cái tiết diện mà mặc định của nó đi, mình mới khai báo tiết diện mới mình vào, đúng không? Thì bạn nhìn trong đây có bao nhiêu tiết diện? Quá trời luôn. Đầu tiên nè, C25-35, C25, C20-30 và C20 nhân mấy? 25. Rồi cái gì? Rồi C20 gì nữa? 20 nhân 25. Nhớ nha. Còn dầm á thì nó chỉ có dầm nhiêu thôi? 200 nhân 300 thì tôi khai báo cái dầm trước. Add một cái rectangular tôi gọi là dầm ha. Dầm 300 nhân 200. Vật liệu chỗ đây tôi chọn là cái gì? B30. Chỗ đây tôi chọn là dầm thì lúc nào T3 nó cũng phải lớn hơn T mấy bạn? T2. Được chưa? Dầm lúc nào T3 nó cũng phải lớn hơn T mấy? T2. Ok. Rồi sau đó tôi khai báo gì? Cái cột. Ví dụ tôi khai báo cái cột đầu tiên. Đó là cây cột C25 nhân 35. Tôi sẽ khai báo cây cột là C25 nhân cho nhiêu? 35. Thì bây giờ người ta sẽ hỏi, mình sẽ tự đặt câu hỏi là mình gán T2 là 0.25 hay T3 là 0.25. Đúng không? Đúng không? Và cái khung này nè, ví dụ cái đề nè,
Có khi nào mà người ta làm cây cột mà đây nè, đây là cạnh 35 nè, cạnh này cạnh mấy? 25 mà nó vuông góc gì với cái dầm không? Hay là cây cột lúc nào nó cũng phải phẳng gì với cái dầm? Có nghĩa là cái chiều dài cạnh nó phải là sao? Đây nè, nó phải cái gì nè bạn nắm được không? Cái dầm thì chiều cao nó lớn, cây cột thì cánh nó lớn đúng không? Nghĩa là đề người ta cho ta muốn cạnh này là nhiêu? 25, cạnh này là nhiêu? 35. Đúng không? Như vậy thì á, cây cột của mình lúc này mình đang mô hình là mô hình phương X hay mô hình phương Y? Mình đang mô hình phương X. Đúng không? Mà trục 2 của mình á thì nó song song với phương X, đúng chưa? Đối với cột, trục 2 nó song song với phương X, trục 3 nó song song phương gì? Phương Y. Mà T2 là bề rộng của cạnh vuông góc với trục mấy? T2 là bề rộng của cạnh vuông góc với trục mấy? Trục 2 có phải là nó là bề rộng của cạnh vuông góc với trục X không? Đúng không? Vậy thì bây giờ cái cột của mình á là gì? Đây, cái cột của mình là đây là 3. Đây là phương X nè, 350 nè, đây là 250 nè, đúng không? Như vậy thì cái T2 là bề rộng của cột vuông góc với trục 2, mà trục 2 đang là phương X. Vậy là có phải là cạnh này không? Vậy mình nhập nó vô nhiêu? 0.25. Chỗ này phải là 0 chấm mấy? 35. Ha, bây giờ mình thử đi. Giả sử như không đúng thì mình sao? Mình ra vô khai báo lại. Rồi, chỗ này là C mấy? 25, 35. Tôi vẽ lên đây một cái tôi gì? Tôi vào cái nút vạn năng ha, bạn thoát lệnh ra, bạn vào nút vạn năng. Nút vạn năng lúc này nè, bấm cái nút gì? Bấm vô cái chữ là Extrusion, bấm OK, bạn bấm 3D lên. Bạn sẽ thấy là cây cột của mình nó làm sao? Nó theo cái phương làm việc mà mình muốn muốn nó làm gì, đúng chưa? Hay là bạn muốn xoay nó lại? Đúng rồi, đúng không? Đó, như vậy là cách khai báo mình là làm sao? Là đúng ha. Rồi, thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục như vậy mình ta làm Define Ram Session. Mình còn những tiết diện nào nữa? Rất là nhiều tiết diện. Rồi, C25 35. Rồi C25 mấy nữa? 40. Arc Rectangular C25 nhân mấy? Nhân 40. Chỗ này là cái gì? Chấm mấy? Chấm 4, chấm mấy? Chấm 25. Được chưa? Rồi. Rồi, arc rectangular C20 nhân mấy? Nhân 30. Chỗ này là nhiêu? Chấm mấy? Chấm 3 hay là chấm mấy? Chấm 2. Ok. Còn những tiết diện nào nữa? C20 nhân 25. Arc rectangular C20 nhân 25. Chỗ này là mấy? Không chấm mấy? Không chấm. Không chấm 25. Không chấm mấy? Không chấm 2. Ok. Rồi, còn gì nữa? Nó còn cái C25 nhân 30 nữa ha. C25 nhân 30 nữa. Nhiều tiết diện ha. À, còn cái rectangular này là C25 nhân cho mấy? 30. Chỗ này là không chấm mấy? 0.3, không chấm mấy? 0.25. Ok. Rồi, bạn phải khai báo cho hết nha. Tôi vào elevation chục mấy? Chục 1. Khai báo tiết diện xong tôi làm gì? Lưu file ha, bấm vô nút lưu. Đây, khai báo xong tiết diện thì người ta nói cái bước tiếp theo của mình là gì? Mô hình các phần tử dầm và cột, đúng không? Rồi, đây, hôm trước mình học cái lệnh vẽ, nghe nè, hôm trước mình học cái lệnh vẽ này là vẽ gì? Vẽ dầm là qua mấy điểm? Qua 2 điểm. Ví dụ như tôi giờ là dầm 300 200 nè, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, đúng không?
tôi sẽ có từng cái dầm 1 2 3 4 5. Rồi đây là cách vẽ thứ nhất. Hôm nay bạn học thêm một cách vẽ nữa. Đó là bạn thấy cái nút mà có chấm này không? Đó. Thì bạn quét một cái là nó đụng đâu là nó có cái dầm vô đó à. Ha, bạn lít vô đây một cái nè. Bạn quét một cái lèo là nó có luôn cho mình cái khung luôn. Có nghĩa là cái rít mà nó đụng mình, bạn quét trúng cái rít nào là chỗ đó nó có gì? Nó có cái dầm vô đó. Bạn nắm được không? Đó, thì giờ mình vẽ gì cho nhanh. Mà mình vẽ nhanh rồi giờ nó có đúng tiết diện chưa? Nó có đúng tiết diện mình muốn chưa? Chưa. Tất cả đều là CD mấy trăm? 200, 300. Ở dưới này nó có cái dầm này không? Không thì bạn sao? Xóa nó đi. Ha, bây giờ mình đã vẽ rồi thì mình chỉ nhiệm vụ mình làm gì thôi? Gán lại tiết diện cho đúng. Thì cách gán tiết diện cho đúng là mình làm sao? Bạn vào cái gì? Ví dụ như tôi coi lại cái đề nè. Đây là nhiêu? 25. Những cái này là giống nhau nè. 25 nhân 20, ví dụ ba cột này giống nhau đúng không? Tôi sẽ chọn nó. Một cái giống nhau, hai cái giống nhau, ba cái giống nhau. Tôi vào cái việc đó là add size, RAM session, RAM line, RAM session. Ha, tôi chọn tiết diện của đúng của nó là nhiêu? 20 nhân 25, C20 nhân 25, đúng chưa? Bạn thấy nó đổi lên không? Tôi làm lại coi lần nữa nè. Chọn tiết diện giống nhau. Chọn tiết diện giống nhau. Rồi mình làm cái gì? Add size, RAM line, RAM gì? RAM session. Rồi chọn gì? Chọn tiết diện mà mình muốn gán. Nhớ nha. Vậy là bạn muốn gán cái gì thì bạn phải chọn nó trước. Chứ có nhiều bạn hỏi tôi nè, thầy ơi em vào add size, ôi sao lít nó không được? Tại sao lít nó không được? Tại vì bạn chưa chọn. Nắm được không? Vậy thì mình coi tiếp nè. Anh này là mấy? C20 x 30 đúng không? Rồi tôi sẽ chọn chỗ này nè. Quét chọn này. Quét chọn này. Tôi chọn là add size, RAM line, RAM session. C mấy? C20 nhân mấy? Nhân 30. Ok. Được chưa? Tương tự như vậy, tôi sẽ chọn là gì? Đây, C20 nhân 30. C20 nhân 30, C20 nhân 30, ba cái này giống nhau nữa. 1 2 3. Tiết diện nó là gì? Add size, RAM line, RAM session. C mấy? C20 nhân cho mấy? 30. Ha. Ở tiết diện này là 25 nhân mấy? 25 nhân 30. Được chưa? Thì tôi chọn ở đây là một anh, hai anh và add size, RAM line, RAM session. C25 nhân mấy? Nhân 30. Tiếp tục còn mấy cái dòng cuối nữa là 25 nhân cho mấy? 25 nhân cho 35, hai cái cột cuối ha. Chọn đây. Chọn đây và chọn đây. Add size, RAM line, RAM session. C25 nhân mấy? Nhân 35. Có hai anh cột này là C25 nhân mấy? Nhân 40. Add size, RAM line, RAM session. C25 nhân 40. Như vậy tôi đã hoàn thành xong cái việc là gì bạn? Gán tiết diện. Đúng chưa? Tôi đã hoàn thành xong cái việc là gán tiết diện. Rồi, gán tiết diện xong thì cái bước tiếp theo của ta là làm gì? Khai báo các cái trường hợp tải trọng, gán tải trọng ha, khai báo trường hợp tải trọng và gán tải trọng. Thì giờ rồi bạn nghe tiếp nè. Sau khi mà mình đã mô hình xong, mình sẽ làm bước tiếp theo nữa là gán gì bạn? Gán tải trọng. Muốn gán tải trọng thì mình phải có cái loại tải trọng. Thì bạn vô đâu? Define static load key là gì? Static là tỉnh, load là tải, key là trường hợp, là gán các cái trường hợp tải trọng. Được chưa? Rồi thì bạn nhìn đi, mình có bao nhiêu trường hợp tải? Nhìn nè, đầu tiên á mình sẽ có trường hợp là tĩnh tải, đúng không? Mình có trường hợp là gì nữa? Hoạt tải 1, hoạt tải 2, gió trái và gió gì? Gió phải. Vậy là mấy trường hợp?
5 trường hợp. Vậy mình sẽ khai báo như sau. Dead thì mình gọi là gì? Là tỉnh tải, mình gọi là TT. Thì người ta sẽ đặt câu hỏi nè, cái hệ số xe quay là gì? Hệ số xe quay là hệ số kể đến gì bạn? Kể đến trọng lượng bản thân. Bạn nắm được không? Đó. Thì cái hệ số xe quay này nếu bạn nhập bằng 0 là phần mềm nó có tự tính, có tính trọng lượng bản thân không? Nhập bằng 0 phần mềm không tính. Để 1 thì nó phải sao? Thì nó mới tính. Bằng 0 thì nó là sao? Không tính. Bạn nắm được không? Có nghĩa là trong tất cả trường hợp tải chỉ có một cái thằng duy nhất được bằng 1, đó là trường hợp gì? Xe quay tỉnh tải. Được chưa? Thì chỗ này tôi cho nó bằng 1, nhưng mà hệ số vượt tải của tỉnh tải là mấy? Là 1.1, nên chỗ này tôi mới nhập lại nhiêu? 1.1. Đúng không? Tôi modify. TT ha, là HT, tôi gọi là HT1, tôi modify. Ở đây tôi cho thêm cái HT mấy? HT1, tôi modify, tôi khai báo thêm một cái trường hợp là HT mấy? HT2 thì tôi add, chưa có thì add, đúng không? Tôi sẽ có là tỉnh tải nè, hoặc tải 1, hoặc tải 2 rồi gì nữa? Gió trái thì tôi cho nó là gì? Wind, add, gió gì nữa? Gió phải nó cũng là wind, add. Bạn nắm được không? Chúng ta có 5 trường hợp, một là tỉnh tải, hoặc tải 1, hoặc tải 2, gió trái và gió gì? Gió phải. Được chưa? Rồi, như vậy thì ta bấm OK, là ta đã khai báo thì xong được cái trường hợp là gì bạn? Trường hợp tải. Và nhớ cho tôi chú ý, chỉ có duy nhất cái anh là tỉnh tải mới được là nhiêu? 1.1, các trường hợp khác không được là 1.1. Tại sao là 1.1? Tại vì 1 là nó hiểu là tính, đúng không? Còn thêm cái 1.1 nữa là do là gì? Hệ số vượt tải của tỉnh tải là 1.1, nên nó tự tính. Mà tự tính là mình phải cho nó cái hệ số vô nó mới biết là ví dụ như mình tính theo tiêu chuẩn Mỹ á, thì tỉnh tải là 1.4, thì chỗ này mình phải nhầm thêm 1.4. Bạn hiểu tôi nói không? Nghĩa là tùy theo tiêu chuẩn mà mình làm, tiêu chuẩn Việt Nam thì nó là 1.1. Bạn bấm OK. Rồi, bây giờ có rồi, có trường hợp tải rồi, mình sẽ đi gán gì? Gán tải. Bạn thấy nè, đây là gán tải. Thì tỉnh tải của chúng tôi á, là tất cả cái này là đều 12, cái chỗ này là 14, cái chỗ này là mấy? Là 6. Mà bạn nhớ nguyên tắc là muốn gán cái gì thì phải làm sao? Phải chọn nó. Ví dụ như á, là ở đây, như tôi nói bạn nãy là tôi gán dầm thì tôi sợ dính vô cột thì tôi làm cái gì? Bỏ cái cột đi. Hiểu không? Tôi bấm cái nút vạn năng nè, tôi tắt cái dấu chat của cột đi, tôi bỏ nó đi, đừng hiện lên. Tôi quét nhanh là tôi chọn được 4 cái hệ dầm này. Chỗ này là giá trị là nhiêu? Nhớ, chọn là trường hợp gì? Tỉnh tải, giá trị nó là nhiêu? 12. Rồi, cái anh này chọn trường hợp là gì? Tỉnh tải, giá trị của nó là nhiêu? 6. Rồi, dưới này chọn trường hợp là gì? Tỉnh tải, giá trị nó là mấy? 14. Được chưa? Rồi, tiếp tục nè. Giờ qua hoạt tải thì nó so le. Hoạt tải 1 là 1, 2, 3, 4. Mấy cái anh này nó so le nha. Thì tôi qua đây tôi cũng làm sao? Nó so le thì tôi chọn gì bạn? So le. Anh này. Ây da, sai rồi. Đây nè. Để cho nó dễ nhìn á ha, để dễ nhìn á. Thì chúng ta làm sao? Tắt cái live session đi ha. Rồi. Chọn đây. Nhớ so le qua nha. Rồi, giá trị của nó bằng nhiêu? 14. Thì tôi nhập vô đây là mười mấy? À dạ, sai. Tôi phải làm cái gì? Gán lại nha. Tôi chọn anh gạt chọn lại. Tôi
Tôi phải chọn giá trị chỗ này là hoạt tại 1 là mười mấy, 14 thì nó mới đúng. Bạn nắm được không? Đó, bây giờ làm gì thôi? Chọn những thằng mà nó làm sao? Nó chưa được chọn, tôi chọn nó là mấy? Hoạt tại mấy? Hoạt tại 2, được chưa? Gán đây là mấy? HT mấy? HT2 là mười mấy? 14. Được chưa? Ha, gán HT2 là 14. Nhớ là chọn hoạt tại 2 nè, mười mấy? 14. Được chưa? Rồi tiếp tục gán gì đó? Gió trái. Ở đây nè, 36, 39, 41 thì mình cũng phải gán từ từ thôi. Ha, 36, 39, 41, 425, 44. Thì chỗ đây tôi gán bao nhiêu? Như vậy thì tôi sẽ làm gì? Tắt cái beam và hiện cái gì lên? Column. Chỗ này là ba mấy? Gió này là gió gì? Gió trái. Chỗ này là ba gì? 3.6. Hay vậy ha, bấm cạnh trên z bắt lại, nhớ là gió trái nhưng mà cái phương của mình là phương gì? Phương x, chứ bạn để ra vt á là phương thẳng đứng đúng không? Nó có x và y nên mình 3.6 này mới nằm ngang được. Chỗ này là mấy? 36, 39, 41, 425, 44. Chỗ này là ba mấy? 3.9. Chỗ này là nhiêu? 4.1. Chỗ này là 425. Ok. Và đây là 4.4. Ok. Tương tự như vậy. Qua đây là nhiêu? 27, 29, 31, 32, 33 ha. Đây là 2 chấm mấy? 2.7. Rồi 2 chấm mấy? 2.9. Rồi có dừng chọn dư nha. 3 chấm mấy? 3.1. Rồi 3.2. Rồi và 3 chấm mấy? 3.3. Ok chưa? Được chưa? Đó. Rồi tương tự bạn gán cái thằng này ngược lại không? Thì bạn dẫn cho nó là phương x nhưng có dấu gì? Dấu trừ. Nhớ nha. Tôi chỉ gán đến đây thôi, bạn gán luôn phần còn lại. Thì bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta lại phải làm gì nữa? Lưu ha, bấm lưu đi. Là mình có điểm được tới phần đó rồi đó. Như vậy à, chiều nay tôi chấm cái bài này nha. Chiều nay đầu giờ vô tôi chấm cái bài này để chắc chắn là bạn có ngồi làm. Rồi lưu sau đó là gì? Khai báo các tổ hợp. Thì tổ hợp mình người ta cho chưa? Có mấy tổ hợp? 11 tổ hợp ha. Thì mình sẽ khai báo như thế nào? Vô đây nè, define lot combination. Combine là tổ hợp á ha. Rồi chúng ta có trường hợp gì? Tỉnh tải cộng hoạt tải 1, tỉnh tải cộng hoạt tải 2, đúng không? Thì tôi gọi nó là combo 1. Đây là gì? Tỉnh tải ạt hoạt tải mấy? Hoạt tải 1. Ok. Rồi ạt new combo tỉnh tải hoạt tải mấy? Hoạt tải 2. Modify. Ok. Rồi tỉnh tải cộng hoạt tải 1 cộng hoạt tải 2 có nghĩa là hai đó nó làm sao? Nó đang so le mà, chụm nó lại thì nó là cái gì bạn? Chất đầy, hiểu không? Thằng này nó so le mà hai này tôi cộng lại thì nó là tải chất đầy, đúng chưa? Rồi thì tôi add tỉnh tải cộng hoạt tải 2 cộng thêm hoạt tải mấy? Hoạt tải 1. Ok. Rồi nó còn cái gì nữa? Tĩnh tải cộng 0.9 hoặc tải 1 cộng 0.9 gió. Tại sao á? Là khi vừa có tải, vừa có tĩnh tải, vừa có hoạt tải thì nó vừa có gió và vừa có hoạt tải thì nó lại có hệ số 0.9. 0.9 ở đây là hệ số kể đến xác suất. Có nghĩa là cái gì? Cái ngày mà bão á, thì có phải là người nào cũng đi làm không? Hiểu tôi nói không? Bão thì ít khi là người ta đi làm nên cái hoạt tải nó sẽ làm sao? Nó giảm nên nó chỉ còn là không chấm mấy thôi. 0.9 có nghĩa là xuất hiện đồng thời á. Rồi ạ à. Thì tôi sẽ có là cái gì? Hoạt tải 1 và cái gì nữa? Do trái là không chấm mấy.
0.9 ha, modify hoặc tải cũng là 0 chấm mấy, 0.9 modify, ok rồi. Add hoặc tải 1 thì nó cộng với gió mấy, từ từ hoặc tải 1 nè ha, hoặc tải 1 cộng với gió trái, rồi hoặc tải 2 cộng với gió gì, gió trái, hoặc tải 2 cộng với gió gì, gió trái, ok rồi. Chỗ này là tĩnh tải cộng với gió gì thôi, gió trái mà không có hoạt tải nha. Rồi à, chỉ có là tĩnh tải với gió thì cái này bằng mấy, bằng 1, ok rồi. À, chỗ này là bao nhiêu, tĩnh tải cộng 0.9 là hoạt tải 1 cộng gió gì nữa, gió phải cộng 0.9 hoạt tải 2 cộng gió gì, à tôi thiếu một cái trường hợp là 0.9 hoặc tải 1 cộng 0 phải 2 cộng gió trái. Rồi tôi thêm vô hoặc tải 1. Nói chung là cái bảng này bạn cứ làm sao nhập vô cho đúng thôi, nắm được không? Rồi à, này sẽ là 0.9 modify cộng với hoặc tải gì nữa, hoặc tải 1 cộng với hoặc tải mấy, hoặc tải 2, ok. Rồi combo 8 á, là chỗ này là nó sẽ có hoặc tải 1 mà gió gì, gió phải, được chưa? Rồi combo 9 á là hoặc tải mấy, hoặc tải 2 cộng gió gì, cộng gió phải ha, ok. Combo 10 á là hoặc tải 1 cộng hoặc tải 2 và gió gì, gió phải, ok. Rồi combo 11 á là tĩnh tải cộng với gió gì, gió phải, hạt new tĩnh tải với gió gì thôi, gió phải thì chỗ này là bằng mấy, 1, ok. Rồi combo bao thì bình thường á bạn để chỗ này là add thì dưới này phải là gì, envelope là tổ hợp bao. Add là sao, ví dụ combo 1 bạn ra mô măng bằng 5, combo 2 bạn ra mô măng bằng 3, mà bạn add combo 1 và combo 2 thì kết quả nó xuất ra là 5 cộng 3 bằng mấy, bằng 8. Bạn dùng combination á, envelope á, thì nó xuất ra số là nhiêu, số lớn nhất giữa 5 và 3 thì nó sẽ xuất ra là số mấy, số 5, nhớ nha. Delete combo 1 à, combo 2 à, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, 8, 9, 10. Bạn làm đồ án bê tông 1 chưa? Trong đồ án bê tông 1 nó cũng có vẽ vẽ cái biểu đồ bao mô măng đúng không? Thì nó kiểu gì nè, vẽ từng cái trường hợp tải ra rồi tìm cái giá trị lớn nhất để vẽ lên cái biểu đồ gì, biểu đồ bao, thì nó y rang vậy đó ha. Nhớ là chỗ này chọn là gì, envelope, được chưa? Bấm ok. Ok rồi, như vậy là mình đã đi đến đâu rồi, đi đến gán à, khai báo tổ hợp xong chưa, rồi làm gì nữa, lưu file, rồi gán liên kết cho model. Thì liên kết nó chỉ có gì thôi, chọn bốn cái liên kết ở dưới chân nè, thấy không, gán nó là gì, gán nó là cái ngàm, nhớ thấy bạn thấy cái hình ô vuông này nó mới đúng nha, nó là tam giác nó vẫn còn sai. Rồi hiện cái dầm lên đi, hiện cái dầm lên, ok. Tiếp tục bước gì nữa, lưu file lưu chưa, lưu rồi, chỉ cần bấm nút gì thôi, bấm nút run là chúng ta sẽ giải được, hiểu tôi nói không, đó chúng ta sẽ giải được. Và chúng ta có thể coi cái biểu đồ, thứ nhất là biểu đồ combo 1 là tĩnh tải và gì, hoạt tải. Chúng ta xuất biểu đồ nè, nó có nè mô măng lực dọc nè, lực cắt nè, mô măng nè, thấy không? Thì ở đây mình coi M2 hay M3, toàn bộ là M3 đúng không? Rồi M3 bạn có thể cho nó show value luôn đó ha, được chưa? Rồi elevation chục mấy, chục 1. Tôi sẽ coi là trường hợp là combo 2 nè, combo 3 nè, combo 4 nè, combo 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và combo bao. Bạn nắm được không?
combo 12 là combo gì? Combo bao. Được chưa? Và các bạn khai báo mà đúng hai cái tải gió thì nó đối xứng. Cái cột của mình là cột nó sẽ đều lại, được chưa? Rồi, thì bây giờ